Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. VTC News ghi nhận một vụ rơi máy bay quân sự vừa xảy ra ở phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo thông tin ban đầu, một máy bay quân sự thuộc sư đoàn 372 đóng tại sân bay Đà Nẵng khi bay huấn luyện thì gặp sự cố động cơ, bốc cháy và rơi xuống phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn. Ông Phạm Đức Công, chủ tịch phường Điện Nam Bắc cho biết, máy bay rơi xuống đã làm hư hỏng một nhà dân và làm một người bị thương. Người này đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhớ lại khoảnh khắc ngôi nhà của mình đổ sập vì máy bay bất ngờ rơi, anh Nguyễn Thanh Quốc, chú khối Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc vẫn bàng hoàng. Theo anh Quốc, khoảng 11 giờ 15 ngày 9 tháng 1, gia đình anh đang ăn cơm thì bất ngờ nghe tiếng nổ chát chúa. Liền sau âm thanh vang dội là mái ngói cùng mái tôn nhà anh bất ngờ rơi loảng xoảng. Anh Quốc kể, tôi và cả nhà đang ăn ở nhà trên, nghe tiếng nổ ai nấy cũng khiếp vía. Chứng kiến nhà sau đổ sập và mái tôn bị cuốn phăng, tôi như chết điếng. Trong khi đó, anh Bùi Văn Hiệp, 28 tuổi, sinh sống đối diện nhà anh Quốc vẫn lộ vẻ hoảng sợ khi nhắc lại vụ việc. Theo anh Hiệp, thời điểm máy bay phát nổ, anh đang nghỉ trưa trong nhà mình. Đang nằm bấm điện thoại, tôi giật bắn người khi nghe tiếng nổ như tiếng bom. Chạy ra nhà hàng xóm xem thì tôi thấy mái nhà đổ sập, nhiều người la hét. Ngoài khu đất trống, chiếc máy bay bốc cháy khói đen nghi ngút. Anh Hiệp nhớ lại và cho biết thêm, gần nơi chiếc máy bay tiếp đất, hàng xóm của anh Hiệp là ông Nguyễn Thanh Hùng, 50 tuổi, bị thương ở vùng mặt do dính các mảnh vỡ của máy bay. Ngay sau đó, ông Hùng được người dân đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Anh Ân, một người dân ở gần hiện trường lúc máy bay rơi kể lại, khi anh đang ngồi trong một quán nước thì nghe tiếng nổ lớn, anh chạy ra ngoài thì thấy một đám khói đen bốc lên. Khi đến hiện trường, anh Ân cùng nhiều người khác chứng kiến máy bay quân sự bị bốc cháy. Bà Nguyễn Thị Tạo, 62 tuổi, phường Điện Nam Bắc cho biết, sự việc diễn ra rất nhanh. Ông LC, tên viết tắt, người dân ở hiện trường cho hay, khoảng gần 11 giờ ngày 9 tháng 1, người dân ở thôn Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam nghe tiếng nổ to trên bầu trời. Hình ảnh máy bay rơi ở Quảng Nam trưa ngày 9 tháng 1 với cột khói bốc cao, phi công nhảy dù thoát ra ngoài được người dân ghi lại và đưa lên mạng xã hội. Người dân cũng nhìn thấy hai phi công nhảy dù xuống cách vị trí máy bay rơi khoảng 500m. Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn xác nhận có máy bay rơi, bên quân sự đang triển khai xuống hiện trường. Vị trí rơi máy bay nằm giữa địa phận phường Điện Nam Trung và Điện Nam Bắc. Thông tin ban đầu là máy bay gặp sự cố động cơ. Phi công được yêu cầu nhảy dù an toàn. Nhà ông Nguyễn Thanh Chính, khối Bình Ninh bị hư hại một phần, đổ phần mái trước sát vị trí máy bay rơi. Trên mảnh đất trồng hoa màu cách nhà dân không xa, đầu và đuôi máy bay rơi cách nhau khoảng 200m, nhiều mảnh vỡ cày sâu xuống đất. Theo thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, máy bay quân sự rơi ở Quảng Nam thuộc dòng Su-22 thuộc biên chế của sư đoàn 372 đóng tại Đà Nẵng. Máy bay bị sự cố động cơ, hai phi công được lệnh bung dù và tiếp đất an toàn. Hiện một đoàn công tác của sư đoàn 372 đã di chuyển vào khu vực máy bay rơi tại Quảng Nam để thực hiện các công việc theo quy định. Được biết, máy bay này cất cánh từ Đà Nẵng, đang trong quá trình bay huấn luyện thì gặp sự cố. Toàn bộ hiện trường vụ máy bay quân sự rơi ở Quảng Nam hiện đã được phong tỏa, rất đông người dân vẫn tập trung để theo dõi vụ việc. Xe cứu hỏa, cảnh sát chữa cháy, xe cứu thương cùng lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường để xử lý sự cố. Công an, quân đội, dân quân tự vệ căng dây chốt chặn các ngã đường lối vào khu vực máy bay rơi. Người dân trong vùng phong tỏa được yêu cầu đóng cổng không ra ngoài. Một năm trước, ngày 31 tháng 1 năm 2023, chiếc Su-22 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy Trần Ngọc Duy cất cánh bay huấn luyện. Trong lúc hạ cánh, Su-22 gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng đã cố cứu máy bay. Su-22 rơi, phi công hy sinh. Su-22 là tên gọi phiên bản xuất khẩu của máy bay tiêm kích bom Su-17, định danh NATO là Future thợ lắp máy. Đây là một trong những sản phẩm đáng nhớ của cục thiết kế Sukhoi thuộc Liên Xô cũ. Nói tới máy bay Su-22, điểm đặc biệt nhất của nó là thiết kế cánh cụp cánh xòe, nghĩa là khi máy bay mang nặng, bay ở độ cao thấp, cánh sẽ xòe rộng ra 38,5m² để tăng chiều dài đòn bẩy của lực cân bằng khí động. Ngược lại, khi bay với tốc độ cao, cánh sẽ cụp lại chỉ còn 34,5m² thành dạng cánh tam giác giống như tiêm kích MiG-21 để máy bay ổn định hơn, tiện cho động cơ không chiến. Thiết kế này là giải pháp để phù hợp cho những năm 1960 khi việc cân bằng tự động máy bay bằng máy tính còn khá mới mẻ.
Tuy nhiên, kết cấu cánh cụp cánh xe cơ khí khá nặng nề, khiến Su-22 sớm trở nên bất lợi so với các máy bay chiến đấu thế hệ mới tự động hóa cao. Đặc biệt, kiểu cánh này không phù hợp với nhiệm vụ không chiến. Máy bay cường kích Su-22 được trang bị động cơ thuốc pin phản lực Liuca AL-21F3 cho phép đạt tốc độ tối đa 1.860 km/h ở trên độ cao lớn, bán kính chiến đấu hơn 500 km, trần bay hơn 14 km, vận tốc leo cao 230 m/s. Về mặt hỏa lực, máy bay cường kích Su-22 thiết kế với hai pháo 30mm, cơ số đạn 80 viên đặt ở hai cánh, hai giá treo dưới cánh mang hai tên lửa đối không R-60 tầm bắn 8 km và 10 giá treo, 6 đặt ở dưới cánh và 4 đặt trên thân máy bay. Trong tấn công mục tiêu mặt đất, Su-22 có thể mang được bom, rocket. Riêng biến thể Su-22M4 mang được cả vũ khí có điều khiển gồm tên lửa không đối đất KH-23, tên lửa đối đất chống radar KH-25, tên lửa chống radar KH-28, tên lửa đối đất đối hải KH-29 và bom có điều khiển bằng laser quang học. Máy bay Su-22 chính thức được Liên Xô giới thiệu năm 1970, đi vào sản xuất từ năm 1969 tới tận năm 1990 tại Liên hiệp sản xuất máy bay Komsomol On Amu với tổng cộng 2.867 chiếc. Quá nửa trong số này được xuất khẩu cũng như viện trợ miễn phí tới khoảng 20 quốc gia trên thế giới ở châu Á, châu Phi, châu Âu. Chính vì vậy, nó nhanh chóng bắt đầu có các cuộc tham chiến thử nghiệm đầu tiên. Đầu tiên là cuộc chiến tranh ở Afghanistan, không quân Liên Xô đã điều động các máy bay Su-17, tên gọi biến thể nội địa của Su-22, để tham chiến chống phiến quân Mujahideen. Trong điều kiện khắc nghiệt của vùng nhiệt đới, với những sân bay nằm ở độ cao lớn, nhiệt độ cao, nhiều bụi cát, khoảng 100 chiếc Su-17 ở nhiều phiên bản đã phải hoạt động liên tục với mức độ sẵn sàng chiến đấu vượt qua cả máy bay cường kích Su-25 và các trực thăng vũ trang. Vào mùa hè, mật độ tiêm kích của Su-17 tăng gấp rưỡi. Nhiều máy bay khi hạ cánh đã bị nổ lốp do nhiệt độ cao. Tại Afghanistan, vai trò của Su-17 là tiến công mặt đất bằng các vũ khí không điều khiển như rocket hay bom, trong khi Su-25 sẽ đảm nhiệm việc tiến công chính xác. Điều này là hợp lý vì hệ thống điện tử của Su-17 nhìn chung khá yếu, chỉ có thể sử dụng một cách hạn chế các tên lửa dẫn bắn bằng quang truyền hình. Tuy nhiên, do thiếu giáp bảo vệ như Su-25 nên Su-17 dễ bị tổn thương bởi hỏa lực phòng không mặt đất của đối phương, đặc biệt là các tên lửa phòng không vác vai như Stella 2, FIM-43 Ridley và FIM-92 Stinger. Các máy bay Su-17 đã phải nâng độ cao hoạt động lên 3.500 đến 4.000 m, đồng thời mang theo 12 mũi bẫy pháo sáng để tránh hiểm họa này. Sau khi Liên Xô tan rã, các máy bay Su-17M4 tiếp tục được sử dụng thêm một thời gian nữa và có các cuộc công kích ở Chechnya. Năm 1998, Su-17 chính thức được nghỉ hưu trong không quân Nga. Dù được thiết kế để có vai trò thứ hai, tiêm kích phòng không với khả năng mang hai tên lửa không đối không tầm nhiệt R-60 hoặc K-13, nhưng do kết cấu cánh đặc biệt khiến máy bay Su-22 không có khả năng cơ động cao, tính sống còn trong không chiến. Hơn thế, việc không có radar cũng khiến cho Su-22 không có khả năng phát hiện mục tiêu địch trên không. Vì vậy, không lạ khi Su-22 gặp rất nhiều thất bại ở Trung Đông, châu Phi. Ở Syria, các máy bay Su-20 và Su-22, phiên bản xuất khẩu của Su-17 của nước này đã bị thất thế trước không quân Israel trong cuộc chiến Yom Kippur năm 1973 và chiến tranh Lebanon năm 1982. Đặc biệt là trong chiến dịch Mow Cricket 19, tiêm kích F-5 và F-6 hiện đại hơn của Israel đã áp đảo hoàn toàn không quân Syria. Còn tại Libya, hai chiếc Su-22 của nước này đã bị bắn hạ trong trận đánh vịnh Sidra ngày 19 tháng 8 năm 1981. Những chiếc Su-22 đã không đảm bảo được yếu tố bí mật. Một chiếc đã phóng đạn đối không K-13 Viper ở tư thế đối đầu với tiêm kích hạm cực mạnh F-14 của Mỹ ở cự ly chỉ 300 m, song không thành công. Lưu ý rằng, tuy F-14 cũng dùng kiểu cánh cụp cánh xẻ, nhưng nó có lợi thế hơn ở chỗ được trang bị radar mạnh hơn. Su-22 không có radar, cùng bộ vũ khí đối không từ tầm ngắn tới tầm xa. Sau này, trong những cuộc xung đột của phong trào mùa xuân Arab tại Libya, những chiếc Su-22 cũng đã được lực lượng trung thành với Gaddafi sử dụng để tấn công lực lượng nổi dậy. Một số đã bị bắn hạ bởi các tên lửa phòng không vác vai. Số khác đã bị không quân của Mỹ và đồng minh phá hủy khi tiến hành chiến dịch thiết lập vùng cấm bay. Cá biệt, vào ngày 23 tháng 2 năm 2011, đã có hai phi công lái Su-22 bỏ máy bay nhảy dù khi được giao nhiệm vụ không kích. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!